Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những gì có lợi cho dân phải hết sức làm, những gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Những năm qua, Đảng bộ phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp luôn quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất để mang lại lợi ích và cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường. Làm hết việc, chứ không làm hết giờ. Làm mục tiêu và cũng là hành động thiết thực nhất đối với cán bộ công chức nơi đây để học và làm theo Bác. Lễ tiết tác phong, thái độ giao tiếp đến chất lượng giải quyết công việc, tất cả đều được lượng hóa cụ thể với sự hài lòng của người dân là thước đo chính xác nhất. Thái độ phục vụ của các anh như các chị thì là rất là hòa nhã, giải quyết rất nhanh chóng. Ví dụ có thiếu cái giấy tờ gì đấy là các anh các chị là hướng dẫn rất cụ thể, và chỉ 15-20 phút là chúng tôi nhận được kết quả. Còn với ông Phạm Xuân Tâm, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Đồi Cao 2, học Bác không ở đâu xa mà chính là làm sao để gương mẫu, vận động thuyết phục người dân cùng đoàn kết chung tay xây dựng khu dân cư văn minh kiểu mẫu. Ví như để có được đường cờ này, ngoài sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, ông Tâm cùng cán bộ của tổ đã đi vận động từng nhà dân đóng góp hoàn thành. Công trình không chỉ tạo cảnh quan đẹp, sự vui tươi, phấn khởi, mà còn giúp giáo dục truyền thống, niềm tự hào dân tộc cho người dân tổ dân phố. Rất phấn khởi, cán bộ, đảng viên và nhân dân chúng tôi sẽ có trách nhiệm tôn tạo, bảo tồn, giữ dùng bền, giữ chắc và thực hiện những cái ngày tức là trọng đại lịch sử, trọng đại chính trị của đất nước, của địa phương, làm sao để cho nó đúng cái tên tư duy trách nhiệm của mình là tự tôn với dân tộc. Cũng giống như ông Phạm Xuân Tâm, hầu hết cán bộ ở các tổ dân phố thuộc phường Tân Bình đều ý thức rất rõ trách nhiệm của mình khi là hạt nhân lãnh đạo đoàn kết ở cơ sở, và điều này chỉ có thể có được khi luôn khắc ghi và thực hiện đúng lời dạy của Bác: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Các cái thu chi và các cái quyền lợi là đều công khai trên loa truyền thanh và đồng thời công khai ở các cái cuộc sinh hoạt dân để tạo cái sự đồng thuận của nhân dân, để tập trung vào việc là xây dựng khu dân cư đạt cái khu văn hóa nhiều năm liền. Học và làm theo Bác là công việc thường xuyên liên tục và ai cũng có thể học Bác từ những việc nhỏ nhất. Với quan điểm như vậy, thời gian tới, Đảng bộ phường Tân Bình xác định phải đưa việc học Bác đi vào thực chất hơn, phải chuyển thành hành động cụ thể để góp phần truyền lửa, hun đúc tình yêu, sức chiến đấu, nêu cao đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.